Trời ơi, nhìn cô hơi báo lão quá vậy hả? Nay ốm quá dạ, xinh quá dạ. Trời ơi, người mình nó xuống gì đâu, nó lân lân. Không, giờ chị nhìn lại mấy cái video mà bới tô cơm á. Không biết sao mà mọc cờ đó luôn, trời. Dạ, cô hai báo. Trời ơi, ngày hôm nay đẹp quá trời quá đất vậy trời. Cho chị lên gặp Phú nha. Thôi chị em bắt ốc chị xíu đi, xíu gặp Phú sao. Hồn chút thôi nha. Xíu thôi, 2 phút rồi. Trời ơi, nhìn kìa, nhìn cái dáng cưng chưa kìa. Chị, bây giờ mình quay một vòng cho em xem. Đẹp không? Quá đẹp luôn, này là vòng nào ra vòng đó. Như cơm chứa luôn rồi đó nha. Hồi lúc trước á, khi mà bắt đầu giảm thì cô hơi báo nặng là 71kg. 1/2 á, thì cô hơi báo đã giảm được từ 71 xuống được 63kg. Thì đến hôm nay là cân nặng hiện tại là chắc phải 58kg. Wow, bây giờ xuống là hàng năm rồi. Ngồi hàng năm rồi. Mà từ đó tới giờ á, là mình có bao giờ chạm tới mức là từ nông ít không? Sao em hỏi câu này khó quá. Ngủ nằm mơ cũng không thấy luôn á. Thì không bao giờ thấy mà ví dụ mà cái chữ số 5 luôn. Lên cái căn bây giờ chị nói ngày chị lên cái căn chị thấy từ con số 7 mà xuống số 5 á. Trời ơi chị nói chị xuống lắm, cảm giác đó không giờ mà tả được luôn á. Trời ơi, thay đổi nhiều luôn á. Thứ nhất là bây giờ cái lúc ngày xưa á chị e ngại biết điều gì không? Là đi mua quần áo. Vậy trời ơi, lúc mà đi mua quần áo rất là khó. Vô cái tiệm trời đồ đẹp quá, mua không có vừa cái nào hết trơn. Còn bây giờ nha, vô toàn say của chị không. Vậy hả? Dạ, bây giờ mình chọn cái nào là mình bóc đúng ra rồi, cái đó luôn. Đúng rồi, cái nào toàn say của mình không. Ưng cái nào là chọn xuống là cái đó. Mua về chị ơi, chị phải bóp eo dưới xíu nha. Eo chị hơi bị rộng nha chị. Về mua dưới bóp eo nữa, đã lắm. Lúc trước chị mặc đồ size XL. Bây giờ chị chuyển qua mặc size M rồi. Cũng có mấy bộ đồ luôn mà chị mua rồi. Lâu rồi chị mặc không vừa. Mà sau này tự nhiên cái mặt nó vừa, cho nó mừng. Trời ơi, khoe hoài, khoe với mẹ, khoe với bạn bè, chỗ cái đồ này ngày xưa tôi mặc đâu vừa đó, bữa nay coi tôi mặc vừa nè, trời ơi nó mừng lắm em ạ. À, mẹ nói là trời ơi con gái, đúng rồi con gái người ta phải bớm xíu chứ, tôi thấy mày mập quá mập à. Từ lúc mà chị giảm cân được thì chị thấy mình cũng có ánh hào quang rực rỡ hơn. Dạ, và đặc biệt là cái dễ thấy nhất là em thấy là cái kênh TikTok của mình á tăng một cái vèo lên, bây giờ chắc là 130 mấy ngàn người theo dõi luôn rồi. Đúng rồi, bây giờ là kênh TikTok của Hoài Báo đang cũng lớn, được người follow rất là cao, đó là nhờ sự yêu thương của mọi người. Hôm bữa là em đi thấy là cô Hoài Báo đi tham gia event ra mắt của Fin đúng không? Lúc đó bận diện nguyên cái đầm màu đen, trời ơi chiếm spotlight luôn á cô Hai Báo. Rồi lúc đó em cũng thấy là mọi người vào khen quá chừng luôn. Phải cô Hai Báo không? Trời ơi nay xinh quá, nay dáng xuất sắc như vậy. Thì mọi người nhìn không ra cô Hai Báo luôn. Những cái bạn mà lúc trước mà đi làm chung á, đi quay chung á, trời ơi nhìn cô Hai Báo lão quá vậy, nay ốm quá vậy, xinh quá vậy. Trời ơi người mình nó xuống gì đâu, nó lân lân. Một tháng trước gặp mình thôi mà giờ một tháng sau gặp thôi. Trời ơi nhìn cái body của Hai Báo kìa. Trời ơi bữa nay nhìn bả xinh nhìn không ra luôn. Lúc trước nghe kêu trời cô Hai Báo giảm cân đi, chị thấy mập quá, chị thay đổi xíu đi, thay đổi cách ăn mặc đi và giảm cân đi. Tao nói nhiều lắm, kêu giờ mình đâu giảm được đâu. Thì tao nói thì nói thôi, cũng cười cho qua thôi chứ nghĩ sao mình giảm được. Làm cách nào để giảm bây giờ, giảm cân khó lắm. Không nghĩ là có một ngày nào đó mình có thể sử dụng được cái thân hình như vậy. Trời ơi thì rất là sướng luôn. Đúng rồi, rất là sướng luôn. Trời ơi, cảm giác như là cô Hai Báo một trời một vực cái khác ngày xưa luôn. Mà chị nhìn lại đúng là những cái video đầu tiên của chị với những video sau này á, trời ơi, nhìn thấy giống như hai người khác nhau luôn. Mà trong thời gian ngắn thôi nha, trời ơi. Không, bây giờ chị nhìn lại mấy cái video mà bới tô cơm á, không biết sao mà mọc cỡ đó luôn á trời. Cái bụng chị, ai em hỏi chị bụng có bầu mấy tháng rồi hả? Mà chừng nào đẻ? Đó, tự tin nhất là cái bụng rồi. Lúc nào cái bụng hỏi cái bụng chừng nào đẻ, có bầu mấy tháng rồi. Nói chung là người chị nó sồ lắm, nó to lắm, nó mập, nó ụt ịt. Nó ù lì lắm luôn á. Lúc dưới sức khỏe chị á, giờ đi một chút xíu hoặc làm gì chút xíu cũng thấy mệt hết trơn. Người thì nó hay nhức mấy khớp này đằng sau gối, đằng sau cổ nè, nó hay đau đó. Thì do mập quá gì mà nằm ngủ quá tối á, nó hay chèn những cái dây thần kinh đằng sau này nó hay đau rồi đó. Còn bây giờ nó đỡ hơn nhiều, rất nhiều rồi. Hiện tại là cô bác đang nặng 58, 59kg. Nhưng mà nếu mà hết liệu trình này, cô bác hy vọng cô bác sẽ về mức là 52, 53kg. Thì nếu mà cân nặng của Hai Báo đạt được cái mức mà về mức mà cũng phải mong muốn thì sẽ có một cái cuộc thi hoa hậu. Nhưng mà hoa hậu nhỏ nhỏ thôi, cũng có thể là cô bác sẽ tham gia. Wow, xuất sắc. Miss Ren, cô Hai Báo. Miss Ren, cô Hai Báo. Dạ rồi, cảm ơn cô Hai Báo rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi á. Gọi hotline 082 853 6666 hoặc inbox đăng ký ngay để được tư vấn miễn phí.